Trước tiên thì cho bạn gái trước đi. Bạn trai, bạn gái có hai sự lựa chọn à? Chọn đúng rồi, chọn anh áo đỏ đúng rồi đó. Thế còn em? Thì sai sai đâu á. Sai sai đó. Cũng đeo mắt kiến, người ta cũng đeo mắt kiến kìa. Bây giờ đó, đó biết là ai chưa? Chưa. Nhìn nó ngoài rồi chưa biết ai luôn. Biết rồi chị. Đâu? Trời, giờ còn phải hỏi lại nữa. Biết đâu mà chị chặt rồi tôi quýnh chết. Bây giờ mà chị đúng sao chị? Đâu, có ai? Một cái cô ma lung đồng tiền mà không đeo mắt kiến trong này. Thế thôi. Thế thôi. Em chỉ nói vậy thôi. Rồi thôi thôi, tặng quà đi, được rồi. Mình sai rồi nhé. Dạ. Món quà tặng em một chú gốc. Và thứ hai là có một chút tinh thần. Đó là cái sản phẩm này là tự tay anh làm ra. Dạ. Thì muốn mang đến để em với chị Cát Tường ở đây thưởng thức. Thế thì em nhận là hai mẹ chị em làm. Rồi rồi, ok em. Dạ, cảm ơn anh. Đó ảnh làm ngày anh bán ngàn miếng vậy đó. Dạ. Miếng nhiêu? Cũng có món quà tặng anh lần đầu gặp này. Anh xin. Ở hủ nhiêu miếng vậy em? Dạ em bán có 2.000 thôi. 2.000 hả? Ủa sao như rẻ vậy? Trời ơi, có 2.000 miếng à. Rồi ngồi xuống đi, cảm ơn em. Em có cảm ơn mà. Em cảm nhận bạn nữ nói và mở khi mở ra thì em nhìn thấy ngạc nhiên quá. Ngạc nhiên là ngạc nhiên sao? Tại vì về cái vẻ bên ngoài mình đã sai, bởi vì này cũng là này còn đẹp hơn mình tưởng tượng. Đó là cảm xúc đầu tiên. Cảm xúc đầu tiên thì nói chung là cũng có một chút ấn tượng và cảm giác là cái cảm nhận đầu tiên của em là em rất mừng vì em đưa cái hình nó đơn giản nên là trong hai người thì một người quá trẻ với độ tuổi 85 thì chắc em nghĩ cái đấy là đoán thì cũng đoán ra. Còn cái cảm nhận thứ hai là từ nãy giờ nghe nói chuyện á, cái cảm nhận chung nhất là anh có cái tính là khá giống em và nói cũng khá nhiều, nhưng mà không biết là điểm tốt hay là điểm xấu em cũng chưa biết, nhưng mà có một cái chung đó. Cái thứ hai nữa là cái điểm chung nữa là có cái anh nói là nóng tính á, thì thực sự là em là phụ nữ thật, nhưng mà có lẽ là tại vì ế bao nhiêu năm nay là bởi vì cái tính nóng tính của mình. Thế bây giờ lại gặp một người đôi thơm quá. Chúng ta sẽ gặp cặp đôi chắc là cũng rất đặc biệt đây. Trước tiên là tôi đã thấy có những cái điều gì đó rất là đặc biệt, rất là vui trong ngày hôm nay rồi. Bây giờ Cát Tường sẽ ra ngoài mời bạn gái hôm nay vào đây nha. Rồi mời em gái vào. Rồi tới bàn rồi. Sát vô, sát vô đằng cái ghế. Rồi mời hai bạn tháo mặt nạ ra. À, chúng ta đã ngồi vào vị trí rồi ha. Giới thiệu thật lớn, to, rõ. Xin chào tất cả mọi người, ekip của chương trình. Em tên là Dương Văn Sử. Sinh năm cái gì tên gì? Dương Văn Sử. Dương Văn Sử. Dạ. Sinh năm 1985, ở quê ở Hưng Yên, đang lập nghiệp tại Bình Dương. Ừ, làm công việc gì? Dạ, em làm đậu hũ tại nhà. Làm đậu hũ? Dạ, em bán ở chợ và quán ăn nhỏ lẻ. Ồ, một ngày mình bán được khoảng bao nhiêu? Dạ, nói chung là nó cũng tùy, có ngày mình bán được nhiều và có ngày bán được ít. Thường thường thì một ngày em bán được 30kg đậu hạt ạ. 30kg đậu hạt? Dạ, 30kg đậu hạt, lúc mình chưa làm ra thì nó tầm khoảng đi là gần 1.000 nhớ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, xin chào chị MC Cát Tường, chào tất cả ekip của chương trình và chào bạn trai ngồi. Dạ, em xin được giới thiệu, em tên là Lê Diệu Linh, sinh năm 1985 ạ, đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Ừ, ở Bình Dương luôn, em cũng Bình Dương luôn. Dạ. Bình Dương chỗ nào? Em ở xã Tân Long, huyện Phú Giáo ạ. Còn em? Em ở An Phú, Bình Dương ạ. Có gần nhau không vậy? Nếu không chị không đành, Bình Dương cũng động lắm ạ. Dạ, nó hình như cách nhau cũng 30-40 cây thì phải. À, vậy hả? Rồi cũng cùng Bình Dương ha. Dạ. Rồi em đang làm công việc gì? Em làm nhân viên kinh doanh của một công ty thương mại của người Trung Quốc ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì em là người hòa đồng, dễ tiếp xúc. Nhưng mà điểm yếu thì là nóng tính. Ưu điểm có cái gì khác nữa không? Nói quá nhiều cũng có thể là gọi là ưu điểm hay là nhược điểm á. À, cái đó cũng tùy ạ. Em thích nói, nhưng phụ nữ nói nhiều hay là không nói nhiều? Dạ, nếu mà nói nhiều về có khi hai em mà ví dụ mà hợp nhau, em với bạn có khi đấu khẩu cũng hay á. Vậy hả? Dạ, em là ở nhà em kêu em là mày nói ít thôi để cho nhà nó im mà. Trời ơi, rồi hai người nói nhiều rồi, ai nói ai nghe đây trời. Thật sự nói nhiều á, ưu điểm hay khuyết điểm thì Tường cũng không biết nữa phải. Cho nên là tùy cảm nhận của cái người nghe nữa ha. Còn em, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em thì nói chung những việc là vặt trong gia đình thì em làm được. Và thứ hai là em cũng nấu ăn là được. Dạ. Còn nhược điểm thì nó nhiều lắm. Vài cái nhược điểm nào nó cụ thể xíu coi. Nhược điểm là nóng tính và nói nhiều mà nó mệt. Thứ ba là ngủ lướng. Tại vì cái công việc của em làm đêm nhiều, đâm ra là ngày là em ngủ nè. Nhiều khi là em cứ ngủ tràn lan nè. Rảnh thì em ngủ, không thì em lại ra chơi với cái con chó mà hiện tại em đang nuôi. À, con nuôi chó nè hả? Con chó nuôi con chó gì? Dạ, nó là dòng bully ạ. À, em có thích nuôi động vật không? Nuôi chó được không? Em cũng nuôi chó. Ồ, vậy hả? Cũng nuôi chó luôn? Vâng, nó thuộc dòng bu đồ, có một con cún. Vậy là hai bạn cũng cùng chung sở thích với nhau rồi, cũng cùng yêu thương động vật ha, nuôi chó ha, được.
Rồi, tình trường sao nè? Em thì trải qua 3 mối tình, nhưng mà đã từng lập gia đình và ly hôn. À, có lập gia đình ly hôn rồi. Dạ vâng. Mình có cháu nào chưa? Dạ, em có một cháu trai 13 tuổi. 13 tuổi? Đang sống với bà ngoại ở Ninh Bình ạ. Là em vào đây một mình thôi, còn con là ở lại với ngoại. Dạ vâng ạ. Một năm thì về Bắc là khi dịp Tết, còn cháu thì cứ mỗi kỳ nghỉ hè thì cho vào đây chơi với mẹ. À. Một năm hai mẹ con chỉ gặp nhau có 2 lần là kỳ hè và kỳ Tết thôi ạ. À, sao mình không đem con vào chung với mình trong này? Em cũng rất muốn, mà mẹ em thì chưa có các cụ là lớn tuổi rồi. Nên các cụ cũng muốn là gắn bó với mảnh đất quê hương, cũng không muốn rời xa quê hương để vào trong mảnh đất trong này. Thế còn ba của cháu thì sao, mình có còn liên lạc gì với nhau không? Dạ thì liên lạc thì cũng không có liên lạc gì, nhưng mà có những năm em cho con vào trong đó chơi với bà nội, tức là vào gia đình bên nội thôi, là vào trong nhà bà nội thì cũng có đôi lần gặp lại, nhưng mà ba của cháu đã lập gia đình và có 2 cô con gái lớn rồi. Chia tay lâu rồi hả em? Em chia tay được hơn 9 năm, gần 10 năm rồi ạ. Thế sao 9-10 năm qua mình không tìm được một người nào khác hả em? Có thể là do em khó tính, cũng có thể là do cái điều kiện công việc. Tại vì cái ngày em ly hôn thì là em có đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan 2 năm và làm việc ở bên Trung Quốc 1 năm. Sau đó về Bắc thì là em vào trong Nam, ở trong này. Ở trong Bình Dương thì mới được có hơn 5 năm. Thì vẫn chưa hoàn thành 5 năm đầu tiên nên là chưa có thời gian. Cho chị hỏi là cái chuyện cũ mật nó cũng lâu lắm rồi. Nói chung là lý do thì là gia đình có điều kiện nhưng mà ham chơi và có là một người sử dụng ma túy. Gia đình đã có con riêng hay là không? Cái đó thì em không ngại, bởi vì em cũng đã từng ly hôn. Ủa vậy hả? Dạ. Rồi mình có cháu nào chưa? Dạ em thì chưa. Cái mối quan hệ đó là được bao lâu? Dạ em kết hôn thì được 3 năm và đến bây giờ là cả ly hôn và ly thân là được 7 năm. Như đã ly hôn rồi? Dạ, ly hôn cách đây 3 năm. Tại sao lại chia tay? Tại vì hai người bất đồng quan điểm sống với nhau và cô ấy chọn phương pháp ra đi thì thôi. Em cũng để cho cô ấy ra đi, bởi vì đối với em đơn giản điều là mình không mang lại hạnh phúc thì hãy để cho người ta đi tìm hạnh phúc mới cho người ta. Không nên níu kéo làm chi. Rồi cũng một khoảng thời gian dài mấy năm sau em cũng chưa tìm được một người khác. Mình không muốn để giống như kiểu là người này đi mình tìm một người khác để thay thế. Cho nên là em vẫn cứ vậy. Bây giờ em nghĩ là mọi thứ nó đã ổn định chưa? Kinh tế rồi công việc em nó đã ổn định chưa? Dạ nói chung như bây giờ đối với em mọi thứ đã ổn định và em có thể sẵn sàng đi tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình. Ok, sẵn sàng như vậy là tốt ha. Em mong muốn tìm một bạn đời của mình để gắn bó với mình khoảng thời gian sau này là một người như thế nào? Nếu mà nói về quan điểm là mong muốn một người như thế nào thì thực tế thì em là người con gái phía miền Bắc, nên là sống trong cuộc sống gia đình của người Bắc là Nam Bắc là khá gia trưởng. Nên là cái cơ bản nhất là em chỉ loại trừ là đàn ông là không gia trưởng. Em không thích một người đàn ông gia trưởng, sống vì gia đình và có một cái tinh thần trách nhiệm lo cho gia đình, là tinh thần trách nhiệm cao là được ạ. Em muốn tìm một mẫu người phụ nữ sau này của mình như thế nào? Cũng đừng có xấu quá là được rồi, đó chỉ vậy thôi. Em có phải là một người gia trưởng không? Bảo ai bảo là không có gia trưởng thì cái đó là không có. Quan trọng là cái gia trưởng đó của mình nhiều hay ít thôi. Và nói chung là em thì chỉ có một cái là không biết đó có phải là gia trưởng hay là do cái tính của mình thôi. Đó là em thích làm gì em làm. Em thích làm gì em làm, đâu có gì đâu gia trưởng. Gia trưởng là khi nào mà em muốn cái người phụ nữ của mình phải làm theo ý của mình. Không, cái đó thì không, cái đó thì khi mà đã người phụ nữ của mình thì làm cái việc gì đó thì phải hai người cùng bàn bạc tính toán những cái việc to, còn những cái nhỏ thì em không để ý. Ví dụ gia trưởng là anh không thích em là nhuộm tóc nè, anh không thích em mặc đồ là sexy quá nè, ví dụ vậy. Anh muốn em ở nhà nấu cơm lo con cái thôi, đi làm bớt lại. Nói chung là trong gia đình thì đồng vợ đồng chồng bàn bạc với nhau. Tìm có thấy nhau không nha. Chà, hình cũng dễ coi lắm. 1, 2, 3, 2, 4, 5. Hai người chọn người quá dễ rồi, chọn đi. Rồi để đi thì từ từ thôi, mở cửa đó. Tiền được chưa? Đâu, ai chỉ vô. Đây, rồi để xem. Cũng là một cô nàng đeo mắt kiến là có phải không nha. Nhìn, mời hai bạn nhìn về cửa trái tim để xem nhận định của mình ngày hôm nay, cảm giác của mình lựa chọn có đúng hay không. Mời hai bạn. Trước tiên thì cho bạn gái trước đi. Bạn trai, bạn gái có hai sự lựa chọn à? Chọn đúng rồi, chọn anh áo đỏ đúng rồi đó. Thế còn em? Thì sai sai đâu á. Sai sai đó. Cũng đeo mắt kiến, người ta cũng đeo mắt kiến kìa. Bây giờ đó biết là ai chưa? Chưa. Nhìn nó ngoài rồi chưa biết ai luôn. Biết rồi chị. Đâu? Trời ơi, giờ còn phải hỏi lại nữa. Biết đâu mà chỉ chặt rồi tôi quýnh chết. Bây giờ mà chỉ đúng sao chị? Đâu, có ai? Một cái cô ma lung đồng tiền mà không đeo mắt kiến trong này. Thế thôi. Thế thôi. Em chỉ nói vậy thôi. Rồi thôi tặng quà đi, được rồi. Mình sai rồi nhé. Dạ. Món quà tặng em một chú gốc.
Và thứ hai là có một chút tinh thần, đó là cái sản phẩm này là tự tay anh làm ra. Dạ. Thì muốn mang đến để em với chị Cát Tường ở đây thưởng thức. Thế thì em nhận hai mấy chị em làm. Rồi, ok em. Dạ, cảm ơn anh. Đó ảnh làm ngày anh bán ngàn miếng vậy đó. Dạ. Miếng em nhiêu? Cũng có món quà tặng anh lần đầu gặp này. Anh xin. Còn hủ nhiêu miếng vậy em? Dạ em bán có 2.000 thôi. 2.000 hả? Ủa sao như rẻ vậy? Trời ơi, có 2.000 miếng à. Rồi ngồi xuống đi, cảm ơn em. Em có cảm nhận. Mời anh. Em cảm nhận bạn nữ nói và mở cái mở ra thì em nhìn thấy ngạc nhiên quá. Ngạc nhiên là ngạc nhiên sao? Tại vì về cái vẻ bên ngoài mình đã sai. Bởi vì này, cũng là này còn đẹp hơn mình tưởng tượng. Đó là cảm xúc đầu tiên. Cảm xúc đầu tiên thì nói chung là cũng có một chút ấn tượng và cảm giác là... Cái cảm nhận đầu tiên của em là em rất mừng vì em đưa cái hình nó đơn giản. Nên là trong hai người thì một người quá trẻ. Với độ tuổi 85 thì chắc em nghĩ cái đấy là đoán thì cũng đoán dạ. Còn cái cảm nhận thứ hai là từ nãy giờ nghe nói chuyện á, cái cảm nhận chung nhất là anh có cái tính là khá giống em. Và nói cũng khá nhiều. Nhưng mà không biết là điểm tốt hay là điểm xấu em cũng chưa biết. Nhưng mà có một cái chung đó. Cái thứ hai nữa là cái điểm chung nữa là có cái anh nói là nóng tính á. Thì thực sự là em là phụ nữ thật. Nhưng mà có lẽ là tại vì ế bao nhiêu năm nay là bởi vì cái tính nóng tính của mình. Thế bây giờ lại gặp một người đối diện với mình cũng nói với mình là rất nóng tính. Thế thì hai bạn sẽ cần phải có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng mà anh hỏi em là nếu như mà nóng tính mà ví dụ anh cả em mà có đến với nhau mà khi mà hai người cùng đang nóng tính thì em chọn giải pháp gì? Trước đây mà khi mà em còn trẻ thì thường là em sẽ là chọn cái độ tuổi mà vào cái độ tuổi mà gần 40 tuổi á. Thì nếu mà cảm thấy cái gì mà nó không cần thiết á thì mình có thể dừng lại được thì mình nên dừng. Nhưng mà thực tế thì cái mà suy nghĩ của mình nóng tính còn dẫn đến đập đầu. Chứ không phải cái chuyện đơn giản là mình chỉ nói mà mình đi không thôi. Mà tôi thấy hai người này là cũng là đều là người nào cũng linh hoạt, nói nhiều như nhau. Em chưa biết là 1 9 1 10 luôn. Đấy, giờ ai nói ai nghe và chúng ta sẽ nói cái gì. Bây giờ tôi sẽ dành ít phút cho hai bạn tự nói với nhau. Tôi đi, tôi ngồi đây nói bằng thừa hả? Tôi cũng chẳng kết nối gì được đâu. Rồi bây giờ mời hai bạn sẽ thưởng thức ha, ăn bánh uống nước và trò chuyện với nhau nha. Sau này thì đứa bé vào chứ? Dạ có, 5 năm lần thứ 2. Thì em mới vào Bình Dương thì vào Nam á, là vài năm nữa là về quê thực hiện nghĩa vụ là một người con trai trưởng. Không. Xin cháu đích tôn và lo cho gia đình hay như thế nào ạ? Cái đó thì không, bởi vì gia đình của anh đã định cư trong này luôn rồi. Cho nên là cái bước tiếp theo của anh là sẽ là ở đây thôi. Chỉ phải hỏi nhỏ. Tại vì gia đình anh, thứ nhất là anh nói là anh là con trưởng. Mà đã là người Bắc mà Hương Yên á, thì ba mẹ có đặt nặng là vấn đề là bắt buộc phải là sinh con trai để nối dõi không ạ? Trời, cái đó con cái đâu có phải bắt buộc gì được. Cái đó là do mình có đâu là tốt đó rồi, đâu bắt buộc được. Bắt buộc thì ông bà thích thì ông bà sinh vài đứa nữa đi. Không, nhưng mà đôi khi mà một bên là chưa hiếu mà một bên là vợ nó cũng hơi khó đấy ạ. Không, dễ mà. Cha mẹ chỉ sống với mình được một thời gian thôi. Còn người sống với mình cả đời mà cái chữ tình chứ không phải là chữ hiếu. Cho em hỏi anh sinh năm 85 cũng tuổi Sửu. Mà con Châu tháng mấy ạ? Tháng 5. Đừng có vẽ đầu nữa, cùng tháng nha. Đúng rồi đó anh, cùng tháng anh ạ. Cái đầu mấy em? Không, em năm nhưng mà cuối. À. Chắc là vẫn lớn hơn một vài ngày. Chắc chắn là vậy rồi ạ. Tại vì em sinh 28 tháng 5. Cuối tháng. Lớn hơn có 9 ngày chứ mấy. À thế à, nhanh vậy, tính cũng nhanh đấy ạ. 19 cộng với 9 thì thành 28 chứ đâu. À dạ thế ạ. Vậy là biết là 19 tháng 5 ngày sinh nhật Bác Hồ à? Hình như là thấy được. Ồ, có cái ngày sinh khá đặc biệt ạ. Cái gì đặc biệt đó? Em bánh. Em dùng đi. Nói chung là anh với mẹ. Hai mẹ con là. Bác năm nay lớn tuổi chưa ạ? Năm nay 58. Thế là anh đang sống cùng với hai bác ở đây ạ? Thì nhà có một mình con trai thì chẳng nhẽ lại ở riêng. Ủa mà sau này ví dụ mà hai đứa đến được với nhau thì kinh tế ai cầm ra? Của ai người giữ, của ai người xài, ai kiếm được thì tiêu ạ. Ồ, cái này hay à. Nhưng mà nỡ mà ví dụ anh mà xài hết rồi anh mượn có cho mượn không? Mượn thì phải trả lời ạ. Vô tội còn mức độ lãi như thế nào thì mới cho mượn chứ ạ. Có ai cho không ai cái gì đâu ạ. Ồ, không cho mượn thì anh ăn trộm. Chỗ này lên tủ đấy ạ. Yên tâm đi, kiểu gì kiểu chìa khóa phải đánh vài cái. Cũng phải gọi lên phường đấy ạ. Trời ơi, yên tâm đi, làm sao mà bắt được. Tại vì em có thích những người mà làm những việc xấu sau lưng mình. Làm sao mà bắt được, bởi vì tôi ăn trộm của vợ tôi chứ tôi ăn trộm vợ hàng xóm đâu mà sợ. Trừ khi nào mà em không kiện, còn em kiện thì vẫn... Em kiện thì em cứ kiện thôi, anh theo kiện. Vậy thì cứ chuẩn bị theo kiện là được. Nhưng mà quan trọng là em cứ thử bấm nút đi đã. Nhưng mà không bấm nút là sao mà có vụ kiện đó được. Cặp đồ này chắc nói chuyện tới sáng mai luôn quá. Chị qua tới chủ rồi, cho em tiền của vợ luôn rồi hả? Dạ vâng chị. Nhanh lắm chị. Em chuyển chủ đề nhanh lắm. Chị thấy tiền bủ cho mỗi ngày có bộ dễ à. Thôi xong rồi, chị này bánh nước cho vợ. Đúng không em? Chị ơi, chị bánh nước vậy là to em rồi, còn đâu. Phải không?
Thì sao nữa, tại vì em bán hàng về em đâu có kiểm tiền đâu. Bởi vì chị nhìn cho thấy tiền em thì dễ cho em hơn. Em chịu chị rồi đó. Em chịu chị rồi đó. Nói đùa thôi. Mời hai bạn mỗi người bóc lá bài coi. Yêu cầu gì trong này, đọc lớn lên giùm Tường nghe đi nè. Tay thì em nắm được nhưng mà hát thì chắc là em không hát được rồi. Hát thì nói. À thế ạ. Rồi qua, cái gì đây, xin phép nắm tay và hát tặng đối phương. Còn không hát thì qua nắm tay tỏ tình, nói gì đó nói. Thế hả? Mời. Dễ quá. Em ơi, mình sai hay phải? Anh chưa nói xong, em đã nói xong rồi. Lầm quá. Nhanh hơn anh tưởng tượng rồi đó. Mình gặp nhau là một cái duyên rồi. Dạ. Anh muốn cái duyên đấy nó dài hơn một chút thì có thể cho anh xin phép nắm tay em được không? Biết đâu đấy, cái nắm tay này có thể là anh sẽ dìu em đi suốt cuộc đời này. Em ơi, làm gì mà cứ ngồi vậy? Làm gì mà nhăn thế? Con đứng lên phải kéo ghế. Trời ơi, khỏi đi. Không kéo ghế cho người ta thì người ta đứng làm sao được. Anh trời mà nắm ơi, tay mà đi ra đây kéo à. Ghế thì làm sao mà được trời. Em ơi, có thể là mình nắm tay mình đưa về ra mắt hai bên gia đình được đấy nhỉ? Được. Cái này hơi khi nhanh quá anh ạ. Không, cũng từ từ mà. Sắp xếp lại mà. Tại vì mình ra mắt đây là xem có được hay không, có chấm chấm không. Đó. Chứ đâu có phải là ra mắt ngày mai cưới đâu mà nhanh. Em, anh thấy là em còn nhanh hơn anh cơ. Không, em nói nhanh thôi. Nhưng mà làm em từ từ à? Không có phải vậy đâu ạ. Từ từ chứ. Không có phải làm như nói đâu ạ. Không có giống đâu ạ. Cái vùng này căng nhỉ? Vâng, nó cũng khá căng thẳng ạ. Ôi, từ từ, đang cầm tay tự nhiên bỏ ra. Vâng, anh bỏ lại hết cả tay. Anh bỏ thì em mang về chứ đâu có phải đâu. Ôi, có phải để em đâu. Thôi thôi, anh đi về, đã về để chuẩn bị cau trầu đây. Dạ vâng. Trời ơi, tôi tưởng đâu hai nghệ sĩ đang biểu diễn luôn chứ. Thiệt luôn á, chắc tôi ngồi đây dư thừa quá. Rồi mời chị em. Chị nói vậy. Ủa chị ơi, có cái gì? Chị đâu biết. Ủa chị ơi, có cái gì? Thì thế này. Rồi bóc đi, đọc màu lên. Con trai thì bóc màu đỏ, người gái bóc màu xanh. Theo bạn, có thể sống thử trước hôn nhân được không? Ờ, cái này thì theo quan niệm của mỗi người. Nhưng mà với một người phụ nữ mà thứ nhất là lớn tuổi, thứ hai là ấy lâu bền, thứ ba là đã từng có gia đình như em á, thì cái này đối với bản thân em á thì một cái giới hạn nào đó. Ví dụ như là trường hợp mình có cảm tình với người ta, mình thật lòng thương người ta, cũng muốn làm một lần nữa để xem cái lựa chọn của mình cái lúc đó là có phải là do tim nó phập phồng không hay là do cái ý chí của mình nó đúng, thì là có thể chấp nhận được. Chứ không có hoàn toàn là theo quan niệm cũ. Quan hệ yêu đương nhiều khi mà người ta có hôn thú, có kết hôn thì người ta bị mang tiếng là có một đời chồng. Còn trong khi có những người ta quen bồn vài ba người, người ta cũng ở chung với người này rồi người khác, nhưng người ta vẫn là chưa chồng. Chưa có chồng. Đó. Cho nên thật sự cái quan điểm em nói đó là đúng, chị đồng tình. Có nghĩa là mình không cổ xí cho cái việc là sống thử. Nếu chúng ta là những người còn trẻ, còn nhiều cái mình phải lựa chọn đã chín chắn và đã có từng trải, và thậm chí là những người đã đổ vỡ như thế này, đôi lúc cái sống thử cũng rất là quan trọng. Để mình, tại vì sao em phải ở chung mới cảm thấy là mình có bị phiền phức hay không, hay là ồ cái người này đem đến một cái niềm vui cho mình trong cuộc sống. Nhưng bây giờ tôi muốn nghe ý kiến của một người thân đi theo bạn nữ từ nãy giờ, cũng lắng nghe câu chuyện từ nãy giờ ha. Rồi mời em gái vào đây ạ. Rồi bên nhà gái đúng không, nhà gái đứng bên này. Hồi nãy giờ mình lắng nghe câu chuyện ha của cặp đôi này, thì em có cảm nhận như thế nào, hay em muốn nói gì với bạn gái mình lúc này? Em là em gái cũng khá là thân thiết với chị, tức là một người khá là thú vị và có thể mang tiếng cười cho mọi người, nên em cũng rất là mong muốn chị Linh có thể tìm được một người mùa thấy là vợ hoặc vợ chồng á, thì là đi với nhau thì có thể là chỉ một thời gian rất là ngắn đó. Thì là em rất là đồng quan điểm với anh, nên là em rất là mong chị Linh có thể tìm được một nửa của mình, có thể cùng nhau chia trái táo bình, tức là táo thì nó có sự bình an cuộc sống sau này. Thế em nghĩ rằng hai người này có thể phù hợp được với nhau không? Cái này thì làm sao em biết được ạ? Tại vì cảm nhận của em khi đang ngồi xem là cái này là chuyện trong cuộc, các mọi người sau này tiếp xúc sau hơn mới biết được. Không có cơ hội tiếp xúc cao hơn nếu như hôm nay chúng ta không bấm nút hẹn hò. Nếu là em nói em là người thân của chị Linh, dạ, thì cá nhân của em, tại tuổi em nhỏ quá nên là quyết định là chỉ để chị Linh, chỉ muốn đấy là cổ vũ tinh thần cho chị Linh, là thêm màu tóc, thực ra là màu sắc khá giống nhau, anh hơi vàng hơn một chút, chị hơi nâu hơn một chút, tức là style cũng khá là giống nhau. Em thấy anh cũng là một người hài hước, thì em cũng rất là mong muốn nếu mà sau này mà đúng một cái gu chị Linh thích á, thì là có thể mang đến niềm vui cho chị Linh. Đấy cũng là điều em mong muốn. Rồi, cảm ơn em. À, đôi tặng chị Linh. À trời ơi. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ. Đó là cái chia sẻ của người thân, cũng thêm cái cảm nhận để mình quyết định. Rồi, bây giờ trước khi mà bấm nút hẹn hò thì hai bạn hãy nhìn nhau. Nếu đồng ý bấm nút hẹn hò, chúng ta phải ấn mạnh xuống nút bấm. Không đồng ý, chúng ta có thể lặng lẽ lấy tay ra. Và nhớ, mình đưa ra cái quyết định, mình phải chịu trách nhiệm với nó. Đây là cái nút bấm để hẹn hò, để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân. Và chúng ta đều là những người trưởng thành ha. Hãy suy nghĩ thật kỹ để nắm bắt cái cơ hội của mình. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian.
Sao Linh không bấm? Em có một chút, đó là cái vấn đề khá nặng nề là em đã từng kết hôn và có con. Em cũng chia sẻ luôn là không có cái ý định là sẽ sinh thêm em bé nữa. Nhưng mà hoàn cảnh của anh ấy thì lại khác, là anh ấy là con trai trưởng trong một gia đình mà anh đã từng kết hôn mà chưa có cháu. Nếu bây giờ theo cái quyết định cá nhân của em á, tính cách của em thì em khá là người mà là mạnh mẽ, và hay nhất là em đã có một cậu con trai rồi. Nhưng nếu bây giờ mà em sinh thêm em bé nữa mà gia đình anh ấy thì theo quan niệm của em biết về người Bắc á, em có hỏi anh từ đầu, con cả một đinh thì người ta vẫn muốn có một cậu con trai. Nhưng nếu quyết định của em bây giờ mà có sinh thêm em bé nữa thì cũng chỉ sinh một em bé, và nó sẽ hên xui 50-50 là trai hay là gái. Tại vì về quan điểm em là sinh con thì phải lo cho con. Chứ bây giờ mà em quyết định về hôn nhân rồi, em là người quyết định không sinh con. Hoặc trong một thời gian tìm hiểu em cũng sẽ nói là em lấy thì có thể lấy, nhưng em sẽ không sinh con nữa vì em có một cậu con trai rồi. Thì lúc đó người chịu thiệt thòi sẽ là anh ấy. Cũng là một cái lý do chính đáng. Còn em cảm nhận như thế nào? Thì tại mà con có con thì em lại thích con gái cơ, chứ không được thích con trai. Nói chung là quan điểm của anh thế, nhưng mà gia đình nó sẽ là một cái gánh nặng. Tại vì cái quan điểm đó mà lúc nãy em đã hỏi và anh đã nói một câu là ông bà thích con trai, ông bà đi mà sinh thêm. Bởi vì anh cũng biệt hiệu ở nhà nên là lì. Nói chung là chúng ta có duyên gặp mặt nhưng mà chúng ta chưa có cái duyên để kết nối với nhau. Tất cả mọi thứ đều đã có an bài hết rồi. Thôi thì không sao cả. Mời hai bạn đứng lên đây ạ. Để mà mình có thể giải bày và chia sẻ cái suy nghĩ của mình thôi. Nhưng mà biết đâu chúng ta không có kết nối trên chương trình này, ngoài cuộc sống chúng ta cũng có thể là những người bạn, có thể trao đổi với nhau. Cái thực sự cái chuyện sinh con hay không sinh con mình cũng không quyết định được. Đến một lúc nào đó em gặp một cái người nào đó mà em yêu thật sự và người ta muốn sinh thì em cũng sẽ sinh thôi. Cái đó là cái chuyện trong tương lai. Nhưng có thể hiện tại em đang suy nghĩ như vậy. Đúng, suốt bao nhiêu năm nay chị cũng như một mình thôi, vì chị cũng có con gái lớn rồi. Nhưng mà chị nghĩ hoài, nếu một ngày nào đó mà chị lấy một người đàn ông mà người đó muốn hoặc là chưa có con thì chị cũng phải sinh, nếu chị còn sinh được. Không, nhưng mà nếu mà gia đình mà cậu ấy là con, anh ấy là con trai, không phải là con cả. Ôi bây giờ có cả kiết gì nữa hết trơn em ơi. Cả ngày xưa thôi, bây giờ thế 4.0 rồi mà, có phải 1.0 đâu. Thôi nhưng mà đó là cái quan điểm của mình, không sao cả. Cái duyên nó chỉ có vậy thôi. Đúng rồi. Cảm ơn các bạn và chúc hai bạn cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi quý vị ạ. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, phát sóng vào lúc 12 giờ thứ tư 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé.